Hello các bạn, đây là gạo lứt, không biết là cái gì á, gạo lứt hay là gì đó. Còn này là hạt sen gì đó, vợ mình làm. Giờ mình sẽ, còn cái hũ này là cái hũ gì các bạn biết không? Hũ mật ong, hũ mật ong của bên mình nha, nhưng mà uống hết mật ong rồi, chừa lại cái hũ để mình mở ra. Rồi. Mật ong Highland Bee nè. Đó. Đậu đen, con kia là đậu xanh hạt sen. Này là đậu xanh hạt sen. Rồi bây giờ mình sẽ pha thêm mật ong vô. Ok đây, lấy thịt ăn thêm thịt à? Không. Hay là chi? Chi. Chi. Mật ong đây, mật ong Highland Bee đây, mật ong cao nguyên Highland Bee hàng xuất khẩu. Rồi bỏ cái này, là hồi nãy em nói cái hạt sen với cái gì, đậu xanh với sữa đậu xanh hạt sen ha. Bây giờ mình pha với mật ong nha, mình bỏ tủ lạnh nó mát mát rồi, giờ mình đổ mật ong vô rồi mình đánh đảo đều lên uống. Đó, nè mà ăn nó lắng, nó gặp là lạnh nó đông lại bên dưới nè. Giờ lắc lên. Đó. Mấy cái món này nghiên cứu bán cũng ngon lành lắm nha. Anh nghĩ là vợ ơi, vợ. Tám này đi vợ ơi. Đấy. Cái này homemade nha các bạn. Homemade nha, tự làm ở nhà nha. Chứ không có phải làm bên ngoài. Mình thử uống thử coi, mình quấy cho tan lên, mật ong uống cho tan lên. Rồi mình sẽ ở đây uống thử đây. Đó, mình cho mật ong vào nè, cái gạo đậu xanh hạt sen nè, giờ uống thử đây. Ngon lắm. Được rồi, thêm miếng mật ong nữa. Cái bóp cái này nó hơi cứng nha. À. Nếu mà mở nắp ra luôn thì đổ nó nhanh hơn. Mở nắp ra luôn rất nhanh nha. Dạ, hình như cái này chưa ai làm đó các bạn. Ai mà nghiên cứu làm thử cái món này pha mật ong thử các bạn, thay vì dùng đường, mình không dùng đường, mình dùng mật ong các bạn. Giảm cân. À. Mở này là vậy cho nhanh. Rồi xịt lâu lắm. Rồi đậy nắp lại. Một ly này chắc khoảng, nếu mà vô mấy quán nước ngon lành chắc khoảng 50.000 là bèo bèo đó các bạn. Tại vì chất lượng luôn, tự làm luôn mà. Đậu xanh hạt sen là vợ mình tự làm luôn đó các bạn. Mật ong xịn luôn này. Lắc đều lên. Cho chặt lại cái xíu đi. Lắc cho nó thấy nữa. Đó, ai mà nghiên cứu làm món nước thức uống này bán cũng ngon lành lắm nha các bạn. Uống thử coi. Rồi, đều rồi đó. Rồi mở nắp ra. Cái hộp xinh xinh đúng không bạn, lọ xinh xinh. Đó, mua mật ong của Highland Bee xong rồi còn có cái hộp, cái hũ nữa. Ngon lành luôn. Rồi, xong, bây giờ thử uống thử coi. Ngon. Ngon lắm. Tuyệt vời. Vị ngọt ngọt của mật ong, vị hơi thơm thơm của hạt sen, vị hơi bùi bùi của cái đậu xanh. Ngon.
ngon nha các bạn. Mình có thể làm thử nha. Còn ai mà làm món gạo lứt nè, này vợ mình làm món gạo lứt nè. Còn này nếu cứ làm sẵn xong bỏ tủ lạnh cho mát đó, không pha để mật ong mà một lần đi làm về, mình có uống một ly này là đầy đủ năng lượng luôn, tăng cường sức đề kháng luôn. Còn ai mà không thích uống theo cái dạng này thì mình có thể pha nước chanh nước cam uống rất đơn giản. Còn làm hết luôn. Hết nửa chai rồi các bạn. Chai này hình như 350ml hay sao á. Ngon quá. Ngon quá. Lần đầu tiên mình pha thử á, tại vì lâu nay người ta phở, người ta dùng đường hay nhưng mà không. Mình dùng mật ong mình pha thử, công nhận ngon ghê. Ngon nghiền luôn nha các bạn. Sữa hạt sen, đậu xanh kết hợp với mật ong cũng nghiền luôn. Hết rồi các bạn. Ngon quá. Nếu mà nhà mấy quán thức uống á, họ làm thử món này mình thấy là cũng khá là thú vị đó. Hết. Xong. Sạch.